bánh ngon quá. Cái Thảo quay này được. Hôm nay mình mới tìm được quán bánh bèo Huế Thanh Nga các bạn, bán gần 30 năm rồi ở Sài Gòn. Trên đường Kỳ Đồng các bạn, quận 3. Đây, đây là con hẻm đi vào quán bánh bèo Huế Thanh Nga. Đây là bản hiệu bánh bèo Huế đậm chất Huế của quán Thanh Nga. Đây có rất là nhiều chi nhánh, 4 chi nhánh luôn các bạn. Chi nhánh quay đầu chứ. Đây là bánh bèo. Bánh bèo, bánh nậm. Có nem nướng nữa, à nem chua. Cái này là nước mắm để cho ăn chung với bánh bèo hả cô nghe? Đẹp. Dạ. Nước mắm này là mình có bỏ nước lọc vô không cô? Hay là không, đậu đúng không? Nóng hả? Nguyên chất. Thì cứ ăn thử người kia đi. Dạ tí không ăn ạ. Ăn đây đủ hết á. Ăn quá mà cạo chứ. Đó là hành phi hả chị? Và bỏ thêm ít tôm khô. Em biết là tự làm rồi nhưng mà cái này mình chế biến tại một chỗ nào đó rồi cái tập kết ở đây hay là trong người làm ra? Bánh nào chạy dưới đây thôi, dưới này là bánh bèo hay gì? Đây là bánh bèo. Rồi, bánh gì nữa? Đây là bánh lọc. Bánh bột lọc. Rồi, bánh ở dưới nè. Bánh ở dưới là bánh gì vậy? Đây là bánh trần. Bánh trần. Mình chia nhiều lớp ra để cho khỏi dính là được. Rồi, bên này là bánh bột lọc. Bánh này cũng lọc. Ủa này là món gì chị? Bánh nậm hả? Bánh nậm. Cái này là bánh nậm. Bánh mộc lọc. Này một phần bao nhiêu vậy cô nghe? Phần này là 30 ngàn. 30 ngàn. Và cái này là một nửa bánh nậm, một nửa bánh bèo hả? Một bánh gì được, một phần này 30 ngàn. Đây là những gì bánh bèo được chuẩn bị sẵn các bạn. Nhà khách vào sẽ nêm nếm thêm một chút gia vị nữa. Mình sẽ đưa cho khách dùng. Dạ, ba mẹ dài. Cô thức dậy lúc bao nhiêu giờ? 6 giờ. Là làm tới... Làm về 1 giờ, 1 giờ 15. Cô để cái quá trình cô làm cái chiếc bánh này được không? Giờ đâu rồi chạy đi. Nói chung là mình sẵn làm bánh, tất cả các loại bánh làm bình thường thôi. Tự cô làm đúng không? Đúng rồi. Dạ, cô hỏi một ngày cô bán bao nhiêu cái bánh bèo? Thật ra mình được phòng phòng là cô cho 2.000 cái đi. 2.000 cái bánh bèo. Rồi còn bánh nậm cô? Nậm nậm từ quán nậm tâm, nậm tâm. Đó là loại dây chứ không được. Dạ, khoảng khoảng á. Khoảng dây. Rồi ngày mấy mở mấy giờ rồi cô bắt đầu mở cô? 3 giờ bắt đầu bán. 3 giờ chiều cho bán tới hết rồi thôi hay sao? Nhưng mà bán thì ngay 9 giờ đang đi. À 9 giờ đêm, tới 9 giờ đêm. Ở đây thì ngoài chi nhánh này ra thì còn có chi nhánh nào khác không cô em? Có chứ. Ở đâu cô? Đường Cùng Minh. Về đường nằm. Dạ, một cái ở quận 3, cái ở Phú Nhuận. Đúng rồi. Cái này mình bán được bao nhiêu năm rồi cô Nga? Gần 30 năm. Gần 30 năm. Dạ, là cái đại này bán được bao nhiêu năm? Ở đây là 30 năm. Trước đó là cô có bán một loại thôi hay là... Từ xưa nay một loại vậy đó. Dạ, 4 loại. Thêm gì cả. Ở đây
một khay bánh bèo như vậy là 45.000 các bạn, gồm có 20 chén nhỏ. Một dĩa là có hai bánh nặng là gì? Có hai cái bánh nặng. Và bánh bèo nó khoảng 10 cái không? 10 cái nhỏ ở trong chị? 6 cái nhỏ ở trong. Cái này là làm thực cẩm đúng không chị hả? Bánh bột lọc tôm. Hai chặng, 11 hai chặng. Cũng hai chặng để ném luôn hả? Ném. Rồi mòn mình đậu được tôm, tôm mòn ăn cũng được đẹp, đầm mấy cái này cả. Còn bên kia thì bọn mình được nó pha mình nước rồi. Nước còn được lạnh phải thơm này. Cô Hoa, còn cái giá ở đây là sao cô Hoa? Ví dụ một dĩa là bao nhiêu hả? Thì một dĩa là 30.000. Cứ một dĩa nào cũng 30.000 hết rồi. Dĩa nào cũng 30.000 hết. Còn nào cũng vậy. Đủ loài cũng vậy, một loài cũng vậy. Còn cái khay là 45.000. Dạ, đồng ý. À, tùy theo khách. Khách ăn bao nhiêu tình vị chứ. Dạ. Bệnh thì bạn thứ gì, từ một dĩa là 30.000 hết rồi. Dạ. Này mình chuẩn bị trước rồi không ấy, giờ em bỏ ra gì đó là chuẩn bị trước rồi. Dĩa này là bao nhiêu cái vậy? 8 cái bánh. Bánh này là bánh nặng. Hỏi gì nha. Một dĩa thịt cẩm là gồm có 3 loại: bánh bèo, bánh nậm. 4 loại. Bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc, bánh ít chật. Chẳng này có nhân tôm bên trong. Đây là nhân viên đang bỏ thêm da heo và tôm khô sấy bỏ lên trên dĩa bánh bèo để phục vụ khách thôi các bạn. Tôm. Tôm xay. Tôm xay là cô nghe. Rồi cái ở trong là bánh mì hả cô? Da heo. À, da heo. Đây là bánh ít chần. Một dĩa thường nhiêu cái? Giờ cũng giống như là lọc mình nên giờ tạm cái. Tạm cái. Một dĩa chỉ có 3 cái thôi chị. Dĩa 4 cái. Này bánh đá ăn giòn giòn phải không cô á? Rồi. Dĩa cả. Còn bánh nậm này là bánh cô... Bánh nào cũng tôm hết. Tôm ở trong luôn. Tôm á. Còn bánh này có thấy gì dẻo dẻo quá cô? Một lòng. Có
tốt tốt mềm thịt thôi. Rất tốt. Còn có nhiều người là gọi một món thôi, một dĩa là 70 ngàn, đồng giá 70 ngàn hả? Ừ. Còn ở đây còn bán bánh bèo chén nữa, à, một mâm như vậy là 20 chén, nhiêu tiền? 45. Anh xem được ví là 45 ngàn. 45 ngàn. Mình cảm ơn anh. Đưa nước mắm đều cho tắm rồi. Đây là một dĩa đầy đủ 20 ngàn như vậy, còn có bánh lọc.